Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Viên mãn 10 tuần thiền. Không kể khi xưa ra sao, chỉ cần từ nay về sau mình thay đổi triệt để thành con người mới. Kim nhập viên mãn thập thiền thất, cải đầu hoán diện phát bồ đề, thường triển kim cang trí huệ kiếm, tung hoành nam bắc giữ đông tây. Nghĩa là hôm nay viên mãn 10 tuần thiền, bồ đề tâm pháp đổi mặt mày, thường tuốt gươm báu kim cang trí, tung hoành ngang dọc khắp bốn phương. Hôm nay là ngày cuối của 10 tuần thiền thất, chúng ta khi xưa thế nào không cần biết, chỉ cần từ nay về sau là một người mới, thay đổi triệt để, từ đầu tu luyện lại, dứt hẳn lòng tham lam quỷ quái hồi xưa là được rồi. Không nên như lúc xưa chỉ toàn dụng công phu nơi nhân ngã thị phi, mà cần phải phát đại bồ đề tâm. Mình phải luôn luôn tuốt bảo kiếm, kim cang vương trí huệ, đừng ngu si, không ngu si tức là không làm những chuyện điên đảo sai lầm. Thế nào là điên đảo? Là quá vô minh ngu tối, hôn muội u ám. Mình lúc nào cũng phải cầm cây kiếm, kim cang trí huệ này tung hoành nam bắc, tiêu giao thiên hạ. Muốn tới chỗ nào thì tới, đạt được cảnh giới không có mình, không có người, không ràng buộc ra ngoài thị phi, hết sức tự tại. Hòa thượng tuyên hóa giảng ngày 16 tháng 11 năm 1983. Ha ha ha, 问什么的说呵。